Mới đây, chỉ trong khoảng 30 phút xảy ra sạt lở đã khiến 4 căn nhà ven sông Đồng Nai của các hộ dân thuộc địa bàn ấp An Xuân, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa đổ sụp xuống sông. Thời điểm xảy ra sạt lở vào khoảng 10 giờ đêm, nhưng may mắn không có thương vong về người. Tuy vậy, nhà cửa và nhiều tài sản bên trong đã bị rơi xuống sông, cuốn trôi và hư hỏng. Khu vực bị sạt lở được ghi nhận rộng khoảng 30 mét, dài khoảng 40 mét và độ sâu sạt lở khoảng 10 mét. Hiện trường đến nay vẫn còn rất ngổn ngang khi một vài bức tường sót lại đứng chênh vênh bên bờ sông, trong khi nhiều tài sản vẫn đang chìm dưới dòng sông. Hiện 4 hộ dân với 16 nhân khẩu, trong đó có cả trẻ em và người già, giờ đang phải đi ở tạm. Đang nói đây không phải là lần đầu tiên tình trạng sạt lở, sụt lún khiến nhà dân khu vực thuộc địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa trôi xuống sông Đồng Nai xảy ra trong thời gian qua. Thực tế, nguy cơ sạt lở đang đe dọa hàng loạt hộ dân khác ở khu vực ven sông Đồng Nai và đang ở mức báo động đỏ. Hiện tại, xã Long Hưng có khoảng hơn 5 km bờ sông cần được kè khẩn cấp nhằm tránh tình trạng sạt lở tương tự. Một đêm 10 giờ đó là tự động là nước cạn như vậy, là nó sẽ lún xuống, nó sụp luôn. Bước một cái quán như nửa căn nhà là một hiệp đầu, hiệp thứ hai nó sụp thêm một phát nữa là bước hết thêm hai phần nhà đó. Rồi hai phần nhà sau này cái đầu cái mới là đồ đạc đầu á, các cái đầu á là lắp hết xuống dưới sông hết, mất hết tài sản hết, đẩy cái quán đồ sập hết trơn luôn, nhà cửa giờ sập hết, giờ không còn gì hết trơn đó. Giờ mình cũng nhờ tới chính quyền rồi cấp trên đồ lo cho tụi này được có để mà xây sở gia đình, trong giờ không còn gì hết, mẹ cũng không có luôn á, giờ mẹ già rồi vậy, giờ đi vay tiền đồ làm ra chứ giờ cũng tùm lum hết, chứ giờ mất hết trơn luôn. Lãnh đạo xã Long Hưng cho biết, sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã đã cử lực lượng tới giúp đỡ người dân di dời đến nơi ở tạm an toàn và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho các hộ dân bị thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa để có các biện pháp hỗ trợ khắc phục kịp thời. Cái khu vực bị sạt lở phải có cái biện pháp di dời ra khỏi cái nguy cơ sạt lở. Thì hiện nay về cái tình hình sạt lở của khu vực này thì có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. Thì thực hiện chỉ đạo của thành phố như phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế thì cũng thường xuyên theo dõi nắm bắt tại khu vực này. Có phát hiện tiếp tục sạt lở thì báo cáo các cơ quan chức năng để hỗ trợ cho địa phương, và cũng kiến nghị đối với các cơ quan chức năng thành phố, tỉnh kè cái khu vực sạt lở này để sớm ổn định cuộc sống của các hộ dân. Hiện đang là lúc thủy điện Trị An xả lũ về hạ nguồn sông Đồng Nai. Đây cũng là thời điểm đang là mùa mưa, đất ven sông rất dễ bị sạt lở. Do đó, người dân sống dọc ven sông suối, đặc biệt là ven sông Đồng Nai, cần cẩn trọng và chủ động các biện pháp phòng chống sạt lở, qua đó hạn chế các vụ sạt lở đất gây thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản.